Tuyệt rách tủ sách bài tập cuối tuần. Sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5. Tuyển tập đề thi giữa với học kỳ 1, học kỳ 2. truy cập ngay shopy.vn gạch chéo Vietzack Official Store. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách giáo khoa môn khoa học lớp 5, bộ sách mang tên Trần trời sáng tạo. Hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi chữa tất cả các câu hỏi có trong bài số 15 Sự sinh sản của động vật Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bắt đầu nào Đến với câu hỏi khởi động trang 57 Gà con được sinh ra từ đâu? Như vậy là chúng mình quan sát hình ảnh số 1 ta dễ dàng thấy rằng Gà con được sinh ra từ trứng của gà mẹ đúng không nhỉ? Vậy đến với phần 1 Động vật đẻ trứng và động vật đẻ con câu hỏi khám phá Chỉ và nói tên của động vật trong các hình từ 2 đến 9 Động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con Theo em, động vật có những hình thức sinh sản nào? Như vậy chúng mình quan sát ta dễ dàng thấy rằng Những động vật đẻ trứng trong hình 2, 3, 4, 5 Chính là động vật ở hình 2, hình 3, hình 4, thành 5, hình 6, hình 7 và động vật đẻ con là ở hình 8, hình 9. Và từ đó chúng mình thấy rằng động vật sẽ có hai hình thức sinh sản chính là đẻ trứng và đẻ con. Đến với câu hỏi luyện tập, kể tên một số động vật mà em biết và sắp xếp vào hai nhóm: động vật đẻ trứng, động vật đẻ con. Từ đó chúng mình thấy rằng động vật đẻ trứng có thể là rùa, cá sấu chim một số loài cá như là cá chấm cá chép cá mè vân vân một số loài rắn bò sát ví dụ như là than lăn kỳ đa hay là con thạch sùng hoặc chúng mình kể tới động vật đẻ con sẽ bao gồm có con người chính là động vật bậc cao có con hổ con lợn con gấu, con mèo, con chó vân vân rất là nhiều loài con mà chúng mình quan sát trong đời sống hàng ngày đúng không nhỉ? Bây giờ cô và các con sẽ đến với phần 2, sự sinh sản của động vật, câu hỏi khám phá. Quan sát hình người 11, đọc thông tin trang 58, 59 và cho biết vai trò của con đực và con cái trong sinh sản ở động vật, quá trình hình thành cá con và cứu con, sự thụ tinh ở cá chép cừu xảy ra bên ngoài hay bên trong cơ thể. Như vậy ta quan sát, hình 10 chính là sự sinh sản ở cá. Hình 10A, cá chép cái đẻ trứng, cá chép đực bơi theo tưới tinh trùng để thụ tinh cho trứng. Trứng được thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển trong trứng đã được thụ tinh và cá chép con mới nở. Còn về sự sinh sản ở cừu cơ quan sinh dục của cừu đực sẽ sinh ra tinh trùng cơ quan sinh dục cừu cái sẽ sinh ra trứng thông qua giao phối cơ quan sinh dục của cừu được truyền tinh trùng vào cơ quan sinh dục của cừu cái để thụ tinh với trứng tạo thành hợp tử hợp tử phát triển thành phôi phôi phát triển thành thai thai phát triển bên trong cơ thể cừu cái và cừu cái sẽ sinh ra cừu con như vậy là ta thấy rằng vai trò của con đực và con cái trong sinh sản Con đực sẽ có cơ quan sinh dục, sẽ hình thành ra tinh trùng Con cái, cơ quan sinh dục sẽ tạo ra trứng Quá trình hình thành cá con, trứng tạo với kết hợp với tinh trùng Qua quá trình thụ tinh, tạo thành hợp tử Hợp tử phát triển thành phôi và phát triển thành cá chép con còn quá trình hình thành cừu chính là trứng kết hợp với tinh trùng qua quá trình thụ tinh, tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thai và thai phát triển thành cừu con. Vậy từ đó ta thấy rằng sự thụ tinh ở cá chép sẽ xảy ra bên ngoài cơ thể và sự thụ tinh của cừu sẽ xảy ra bên trong cơ thể. Đến với câu hỏi luyện tập trang 59, hỏi, đáp, cùng bạn đặt câu hỏi về sự sinh sản của động vật như vậy các con sẽ đặt ra các câu hỏi cho bạn của mình và bạn của mình sẽ trả lời cho các con các câu hỏi còn nếu mà câu hỏi vượt ngoài tầm hiểu biết của các con thì các con sẽ hỏi cô giáo nhé như vậy là cô sẽ có những câu hỏi ví dụ như là làm thế nào các loài động vật thụ tinh và mang thai Tại sao một số loài động vật đẻ trứng trong môi trường nước Trong khi các loài khác đẻ trứng trên mặt đất Vừa rồi thì cô và các con đã cùng nhau Đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài số 15 Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách